sẽ ra sao nếu Tanjiro không đồng hành cùng Zenitsu và Inosuke? Trong Kimetsu no Yaiba, anh bán than Tanjiro được biết đến là nhân vật chính của truyện. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng sự xuất hiện của Zenitsu và Inosuke mới thực sự là điểm nhấn. Đặc biệt khi ba thanh niên này kết hợp lại, chúng ta có bộ ba tấu hài chứ danh, một tổ đội để lại ấn tượng đậm nét trong lòng độc giả. Tất nhiên, mọi thứ không dừng lại với một sân khấu kịch. Việc ba tân binh của sát quỷ đoàn đồng hành chiến đấu cùng nhau cũng thúc đẩy cả ba cùng phát triển, hoàn thiện sức mạnh lẫn nhân cách cho từng cá nhân. Có thể hoàn cảnh của họ không giống nhau, nhưng khi sát cánh, trải qua những khoảnh khắc vào sinh ra tử, đến cuối cùng họ trở thành tri kỷ của nhau. Thế nhưng có bao giờ anh em nghĩ rằng nếu Tanjiro không đồng hành chiến đấu cùng Zenitsu và Inosuke, mọi thứ sẽ trở nên như thế nào không? Hãy cùng mình thử tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Bắt đầu ngay thôi nào! Bộ ba tấu hài chứ danh. Trước hết, cần nhìn lại vai trò quan trọng của bộ ba tấu hài đối với bộ truyện. Nhìn chung, đây là sự kết hợp hết sức thú vị nhưng lại vô cùng cân bằng. Chúng ta có Tanjiro, một nhân vật chính được xây dựng gần như hoàn hảo. Cụ cậu là người sở hữu đầy đủ mọi phẩm chất tốt đẹp của con người, từ tính cách nhân hậu, dễ dàng thấu hiểu, đồng cảm cho người khác. Không dừng lại ở đó, lòng tốt của Tanjiro còn vươn tầm đến với loài quỷ. Cậu là người hiếm hoi, bên cạnh hoa trụ Kanae có lòng xót thương dành cho quỷ. Do đó, nhiều lần chúng ta chứng kiến Tanjiro đồng cảm với quỷ, như cái cách mà Tanjiro điều chỉnh lại chiêu thức để giúp quỷ nhện mẹ chết đỡ đau đớn hơn, hay kinh điển là pha bật lại thủy trụ Giyu chỉ vì muốn anh tôn trọng Hạ Ngũ Rui, kẻ đã suýt giết cậu và em gái trước đó. Ngoài ra, Tanjiro còn là người vô cùng lễ phép, đối xử hòa nhã với tất cả mọi người. Anh bán than vô cùng chăm chỉ, nỗ lực và ý chí mạnh mẽ hơn người. Tóm cái váy lại thì Tanjiro thực sự là nhân vật quá hoàn hảo. Đôi khi sự hoàn hảo quá mức đó còn khiến fan hâm mộ cảm thấy khó chịu đôi chút vì nó phi thực tế. Ngược lại, Inosuke xuất hiện như một gã điên đúng nghĩa. Chúa tể Sơn Lâm không có chút nhận thức chính xác nào về con người hay mối quan hệ giữa người với người. Đơn giản, Inosuke đại diện cho bản chất của động vật, hay chính xác hơn là phần con trong mỗi chúng ta. Nguyên nhân của điều này thì có lẽ anh em đã biết, nó xuất phát từ quá khứ đáng thương của Inosuke, buộc cậu phải lớn lên như động vật, để rồi mọi thứ với Inosuke đơn giản là đấu tranh để sinh tồn. Kẻ mạnh sẽ sống sót, còn kẻ yếu sẽ trở thành thức ăn. Vì vậy mà Inosuke có tính hoang dã rất cao, thời điểm mới tham gia sát quỷ đoàn, nhận thức của cậu cũng tương đối đơn giản. Mọi đánh giá đều dựa vào khía cạnh sức mạnh, và Inosuke là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng. Tất nhiên, nét tính cách đó của đấng ỉn nhiều lần tạo ra những tình huống dở khóc dở cười như thách đấu trụ cột, đòi đánh bà già hay muốn ăn tất cả mọi thứ, kể cả con quạ truyền tin của mình, vân vân. Thông qua hai nhân vật Tanjiro và Inosuke, sự đối nghịch được thể hiện rõ để rồi chúng ta có sự cân bằng hoàn hảo đến từ Zenitsu. Thanh niên tóc vàng của chúng ta được xem là người bình thường nhất trong nhóm. Bình thường ở đây được hiểu theo nghĩa người nhất, có nghĩa là Zenitsu là mẫu nhân vật sát nhất với hình ảnh của một con người có tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Thậm chí bản thân Zenitsu còn sở hữu hai nhân cách khác nhau khi tỉnh và ngủ. Điều này khắc họa đầy đủ nhất về sự cân bằng của Zen. Đôi khi Zenitsu sẽ là kẻ nhút nhát, sợ hãi mọi thứ, ham muốn tầm thường, ngu ngốc đến mức nhiều lần bị lừa. Nhưng đôi khi Zenitsu trưởng thành đến đáng kinh ngạc, từ lời nói, hành động cho đến quyết tâm cao độ. Đó mới thực sự là hai mặt của một con người. Và từ những nét tính cách riêng biệt của ba tân binh, khi họ kết hợp lại, chúng ta có một tổ đội cân bằng hoàn hảo, hướng đến sự hoàn thiện cho mỗi cá nhân. Bởi đơn giản, họ học hỏi mọi thứ từ nhau để trở nên tốt hơn. Tất nhiên, sớm giờ mình chỉ nói đến sự cân bằng về các thành viên trong nhóm, và nó là cơ sở để tổ đội này tạo được ấn tượng với người đọc. Và với một tổ đội cân bằng nhưng sở hữu những cá nhân bất ổn, thì việc tấu hài là không thể tránh khỏi. Từ đây, vô số những tình huống dở khóc dở cười được tổ đội này trình làng. Nhưng ẩn sau sự hài hước đó, từng thành viên trong nhóm đều đạt được những giá trị mới, dần giúp họ hoàn thiện hơn về sức mạnh. Tình bạn của họ cũng được vun đắp, khiến tất cả chúng ta, những người theo dõi hành trình của họ, cảm thấy hạnh phúc và ấn tượng hơn rất nhiều. Sau tất cả thì tổ đội này là vô cùng quan trọng với chuyện, nó tạo nên sự thành công, và nếu thiếu đi bất kỳ thành viên nào, Kimetsu no Yaiba khó có thể trở nên hoàn thiện. Nhưng tất nhiên, chủ đề của video ngày hôm nay là giả thuyết về việc Tanjiro không đồng hành cùng hai người bạn và chúng ta cũng không có tổ đội tấu hài chứ danh này. Vậy liệu điều gì có thể xảy ra khi điều đó là sự thật? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu tiếp nhé! Zenitsu và Inosuke không xuất hiện trong truyện. Nếu xét đến trường hợp này, quả thực đó là bước lùi nghiêm trọng của Kimetsu no Yaiba.
đơn giản bởi hình tượng của Zen và Ino quá nổi bật trong truyện. Thậm chí cá nhân Zenitsu từng nhiều lần vượt qua nhân vật chính Tanjiro ở hạng mục nhân vật được yêu thích nhất. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Zen đối với sự thành công của truyện. Do đó, việc Inosuke hay Zenitsu không xuất hiện trong truyện chắc chắn không thể làm fan hài lòng. Đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã được chứng kiến màn thể hiện cũng như tấu hài của hai khứa này. Tóm lại, chúng ta sẽ không bàn thêm về khả năng này anh em nhé. Zenitsu và Inosuke xuất hiện nhưng không đồng hành cùng Tanjiro. Chúng ta đến với trường hợp thứ hai, nơi mà Inosuke và Zenitsu vẫn xuất hiện, nhưng mà bằng cách nào đó họ đã không gặp mặt và đồng hành cùng nhau. Như mình đã nêu về sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba này ở phần đầu, vì thế việc họ không sát cánh cùng nhau sẽ khiến mọi thứ hụt hẫng hơn. Tuy nhiên, chúng ta hãy thử xem xét ở phương diện cá nhân, nếu không hoạt động chung nhóm, từng cá nhân sẽ có bước phát triển như thế nào nhé. Tanjiro có lẽ là thành viên ít bị ảnh hưởng nhất. Việc hoạt động chung với Zen cùng Ino đem lại cho Tan nhiều thứ, đặc biệt là khía cạnh tình bạn. Những chia sẻ, thấu hiểu về hoàn cảnh của cậu. Tuy nhiên, nếu không có đồng đội, có lẽ Tanjiro vẫn tiếp tục hành trình diệt quỷ. Cậu vẫn còn đó Nezuko đồng hành và hỗ trợ. Từ đó hai anh em lần lượt đánh bại những con quỷ, tìm cách chữa trị cho em gái, lẫn việc tiêu diệt Muzan, trả thù cho gia đình. Bên cạnh đó, sự phát triển sức mạnh của Tanjiro cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Nên nhớ rằng Tanjiro đã học hỏi được rất nhiều thứ từ hai người bạn, nhờ đó cậu mới đánh bại được kẻ thù trong thời khắc then chốt. Do đó nếu không có Zen và Ino, có thể Tanjiro phải nhờ đến những sức mạnh đặc biệt nào đó khác. Và nếu anh em không nhớ Tanjiro đã học được những gì từ Zen và Ino, thì cụ thể trong trận chiến với thượng tứ Hantengu ở làng thợ Zen, trong lúc bất lực không biết tiếp cận bản thể gốc Hantengu bằng cách nào bởi hắn quá nhanh nhẹn mà Tanjiro lại bị thương nặng ở chân, anh bán than bất ngờ nhớ lời Zenitsu dặn, từ đó thi triển thành công phích lịch nhất thiểm, tiếp cận và chém thượng tứ như con. Với Inosuke, nhờ những chia sẻ của thằng bạn về bí mật của xúc giác nhạy bén cùng với hồi tưởng về người cha Tanjiro, hai thứ đó trở thành tiền đề để Tanjiro khai mở thế giới vô cực, chém bay đầu thượng tam Akaza. Ngoài ra, Inosuke và Zenitsu là hai người đầu tiên hiếm hoi công nhận sự tồn tại của Nezuko, thậm chí còn bảo vệ cô bé trong nhiều trường hợp. Do đó, Tanjiro hiếm mà tìm được những người tương tự như vậy. Đối với Zenitsu, hành trình của cậu nếu không gia nhập bộ ba tấu hài sẽ tương đối mơ hồ. Ai cũng biết rằng thanh niên tóc vàng vô cùng phiền phức. Việc cậu hoạt động một mình khả năng cao sẽ khiến thanh niên trở nên quái dị hơn. Quái dị ở đây sẽ được hiểu theo kiểu là phiền phức, như cái cách mà Zenitsu quấy rầy một bạn nữ kết hôn với mình trong lần đầu gặp Tanjiro. Tất nhiên, Zenitsu vẫn có một quyết tâm cao độ hướng đến vị trí trụ cột, bởi chúng ta luôn biết rằng cu cậu muốn làm cho sư phụ tự hào. Nhưng có thể mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn và chỉ khi Zen ngủ, tất cả mới về đúng quỹ đạo. Bên cạnh đó, sâu thẳm trong thâm tâm của Zen, cậu luôn muốn một ngày nào đó được đồng hành, chiến đấu cùng sư huynh Kagaku. Vì vậy, nếu có một câu chuyện riêng, không biết chừng điều đó sẽ trở thành sự thật với một biến cố nào đó mà Kagaku thay đổi, chấp nhận đứa sư đệ. Còn nếu không, khả năng cao Zenitsu vẫn sẽ phải đơn thương độc mã chiến đấu để rồi khi Kagaku hóa quỷ, mọi quyết tâm của cậu được đẩy lên cao nhất. Sẽ không còn là một Zenitsu hèn nhát mà là một kiếm sĩ đủ trưởng thành để kết liễu tên sư huynh tội đồ, kẻ đã gây nên cái chết đau đớn cho sư phụ Iguro như trong bản truyện gốc. Nhưng quan trọng hơn là việc Zenitsu sẽ không tìm được tình yêu đích thực của đời mình đâu anh em ạ. Không đồng hành cùng Tanjiro thì khó mà gặp được Nezuko lắm. Cuối cùng, Đấng Ỉn có lẽ sẽ là thanh niên bất ổn nhất nếu không có cơ hội đồng hành cùng hai người bạn. Một viễn cảnh tương đối rắc rối sẽ xảy đến với thanh niên này. Bản chất của Inosuke là sự hoang dã, điều đó được thể hiện ngay từ đầu. Thậm chí lý do mà Inosuke gia nhập sát quỷ đoàn cũng hết sức tào lao. Đơn giản là vì thanh niên muốn biết được những con quỷ có mạnh hơn mình hay không. Vì thế mà Ino cướp kiếm của một kiếm sĩ để tham gia kỳ thi sát hạch và rồi đậu luôn. Trước hết, với tính cách của mình, Inosuke có thể sẽ không được lòng bất kỳ ai. Đó là còn chưa nói đến việc cậu là kẻ vô luật lệ, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai, kể cả phe ta lẫn phe địch, chỉ để khẳng định rằng mình là kẻ mạnh nhất. Điều này được thể hiện ngay ở lần đầu tiên xuất hiện khi Ino không ngại dẫm đạp một bé gái hay tấn công Zenitsu, Nezuko và cả Tanjiro. Từ đây không trừ khả năng Zenitsu trở thành kẻ quái dị trong tổ chức, bị các trụ cột bón hành vì cái tội ngáo ngơ. Tệ hơn, Inosuke hoàn toàn có thể bị đuổi khỏi tổ chức. Không dừng lại ở đó, thậm chí Inosuke hoàn toàn có thể chết trong một trận chiến với quỷ. Đơn giản, thanh niên này quá hoang dã, không biết tự lượng sức mình. Nếu đen đuổi chạm trán với một con quỷ mạnh mẽ mà cứ lao vào ăn thua đủ, kiểu gì Inosuke không thành món lợn tái cho bọn quỷ. Nhưng có lẽ điều tiếc nuối nhất chính là việc Inosuke sẽ là con lợn mãi mãi nếu cậu không đồng hành cùng những người bạn.
Tất cả chúng ta đều biết rằng Inosuke đã trưởng thành vượt bậc khi có những người bạn bên cạnh. Từ một kẻ hoang dã, Inosuke dần biết đến thứ gọi là tình bạn. Trong cuộc đời mình, Inosuke vốn dĩ chưa bao giờ sợ chết, nhưng ở lần đối đầu với quỷ nhện cha, Inosuke lần đầu run sợ. Không phải cậu sợ chết, mà cậu sợ thất hứa với Tanjiro. Cũng ở trận đánh này, Ino biết được như thế nào là chiến đấu dùng đầu óc, một bước tiến lớn đối với một kẻ như Inosuke. Rồi không dừng lại ở đó, những mối quan hệ khác như với Nezuko, Shinobu hay các thành viên khác của tổ chức cũng được Inosuke nhận diện và hiểu được. Đó là lý do cậu đã khóc rất nhiều khi đồng đội người chết kẻ bị thương ở trận đánh với Muzan. Ngay cả khi Tanjiro hóa quỷ, Inosuke vốn dĩ bất cần sẽ giết bất kỳ ai. Nhưng rồi cậu hiểu ra mình không thể giết Tanjiro, người đã giúp cậu trưởng thành, có được ngày hôm nay. Với Inosuke, hành trình học hỏi, hiểu được mối quan hệ, cảm xúc con người là một hành trình dài. Ở đó, hai người bạn của cậu là nhân tố chủ chốt giúp đấng ỉn hòa nhập được với thế giới con người. Vì thế, nếu không đồng hành cùng họ, Inosuke sẽ mãi mãi là một loài vật, một cái kết không ai mong muốn, đặc biệt là khi chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành của Inosuke. Đó là còn chưa kể, Inosuke có thể sẽ chẳng biết đến cảm xúc gọi là tình yêu. Tầm này có khi tuyệt nọc luôn quá anh em ạ. Tóm lại, Inosuke cần hai người bạn, và nếu không có họ thì đấng ỉn không thể nào thực sự trở thành người được. Sau tất cả, bộ ba tấu hài là tổ đội thần thánh mà Kimetsu no Yaiba cần họ. Cả ba cần đến với nhau để giúp bộ truyện thành công, và nhờ đó chúng ta mới càng thêm yêu thích bộ truyện này. Vì vậy, những thứ mình nêu ra phía trên chỉ là một viễn cảnh khác thôi anh em nhé. Hy vọng là anh em sẽ thích video. Nhớ để lại một like, một đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và như thường lệ, chúng ta cùng đến với chuyên mục luôn luôn được các bạn mong chờ nhất, đó chính là góc comment. Bình luận may mắn đầu tiên trong video ngày hôm nay đến từ bạn Át Bùi. Anh làm về đặc điểm của những thanh Nichirin từng xuất hiện trong truyện đi anh. Về những thanh Nichirin, mình có làm một video rồi bạn nhé, bạn có thể tìm xem lại trên kênh nha. Bình luận may mắn thứ hai đến từ bạn Ái Dương Trần. Bị tương tư bựa trụ rồi, phải làm sao đây? Trường hợp này hơi căng rồi nha. Phải ấn một like, một đăng ký kênh để nó hết căng nè. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Và bình luận thứ ba cũng là bình luận may mắn cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ bạn Kanzai Aoi. Like và đăng ký kênh cho anh nè. Chúc bữa trụ ngày càng đẹp trai và ra nhiều video hay hơn nhá. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Gì chứ like với đăng ký kênh cho bữa trụ là bữa trụ tự cảm thấy quá là đẹp trai luôn.